Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc mô tô mini ba bánh như này. Đây mình có để một chiếc đèn LED đây làm chiếc đèn nó nhé. Mình dùng hai cái tụ điện này để làm hai cái gương cho nó này. Nhìn rất là thú vị phải không nào? Mình cho nó chạy các bạn xem nhé. Nó chạy rất là nhanh, trên bàn mình không đủ chỗ nó chạy. Đây mình cua bên này các bạn xem nhé. Đây, nó để đánh lái được này. Bên này cũng vậy nhé. Mình cái cua cho chạy tròn này. Khá thú vị phải không nào? Nó có thể chạy rất nhanh nhưng mà trên bàn này mình không đủ chỗ cho nó chạy. Nhìn rất là hấp dẫn phải không nào? Bây giờ mình đem nó chạy thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ dùng một đoạn dây sắt này để uốn khung xe nhé. Các bạn có thể dùng một đoạn tầm 40 cm là được. Thế mình sẽ dùng đoạn cái này làm trục của bánh sau này. Thì chúng ta sẽ uốn vào từ đây. Chúng ta sẽ uốn để có thể chỗ cho trục sau của chúng ta nhé. Bên này cũng thế nhé. Bây giờ mình sẽ uốn đoạn này để làm cổ xe nhé. Ta dùng một cái xuống dưới, một cái trên nhé. Vậy chúng ta uốn xong phần cổ xe, các bạn uốn một cái lên trên, cái lên dưới như này nhé. Uốn đoạn này nó cũng hơi khó nên các bạn có thể uốn tỉ mỉ một chút cũng được. Tiếp theo mình sẽ dùng một đoạn sắt như này để ra làm cổ xe nhé, để làm trục của cổ xe nhé, mình sẽ nhét vào đây. Vì đoạn sắt này chúng ta chỉ cần một đoạn tầm 15-20 cm thôi nhé. Tiếp mình gắn phần bánh sau nó đây. Đoạn này mình sẽ dùng một đoạn tầm độ 5 cm là được. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Quay như vậy đã ok rồi. Như vậy đã ok.
Tiếp theo mình sẽ uốn một đoạn để có thể cuốn tròn quanh cái motor này, mình sẽ gắn vào nhé. Tiếp theo mình sẽ uốn đoạn này sang bánh xe cho thẳng. Bây giờ mình sẽ gắn keo vào chiếc motor này nhé. Bây giờ keo đã khô rồi mình sẽ cho vào đây nhé. Mình sẽ để thử xem. Như vậy là đã ok nhé. Tiếp theo nó sẽ làm tay lái cho nó nhé. Mình sẽ dùng một đoạn này, tầm 15 cm nhé. Các bạn quấn lên thì cần như chữ V này là ổn rồi. Mình sẽ gập đoạn này vào nhé. Bây giờ chỗ này cứng hơn mình sẽ nhỏ cho mấy keo nến vào đây nhé. Tiếp theo mình dùng hai con tụ này nhé để làm cái hai chiếc gương cho nó. Mình dùng đoạn dây đồng này. Chúng ta sẽ hàn con tụ này vào nhé. Như vậy đã ok. Thì mình sẽ cuốn vào đây nhé, để làm gương cho nó này. Mình sẽ cuốn vào này làm tay nắm luôn nhé. Có vẻ như nó chất vừa. Mình sẽ cuốn tiếp bên này. Để nó chắc hơn mình đi cho một ít keo con voi vào nhé. Bên này cũng vậy, mình cho một ít vào đây. Tiếp theo mình dùng một cái tụ này nhé, chúng ta làm mặt đồng hồ cho nó. Để cái tụ này mình sẽ dùng keo nến mình gắn vào nhé. Bạn gắn giữa này là ok. Tiếp theo mình dùng một cái đèn LED này nhé. Tôi làm bóng trước cho xe này. Mình sẽ gắn vào đây. Có vẻ nhìn nó đã khá ok rồi. Tiếp theo mình dùng cục pin này cho xe chúng ta nhé. Mình sẽ gắn cục pin vào đây nhé. Bạn bôi keo vào là được. Như vậy đã ok rồi. Mình chỉ gắn một chiếc công tắc vào đây nhé. Mình sẽ dùng keo nến để gắn cho công tắc này vào nhé. Tiếp theo mình chọn hàn luôn dây điện này, chúng ta hàn motor vào nhé. Mình sẽ hàn luôn cả bóng đèn này vào nhé.
Bây mình sẽ bật thử xem nào. Bánh chạy rất tít đi. Nhìn nó khá thú vị phải không nào? Mình cho chạy thử xem nào. Chạy rất là nhanh. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc Moto Mini khá hấp dẫn này rồi. Đây là chiếc Moto 3 bánh nhé. Nhìn rất thú vị không nào? Kênh sáng tạo chúng con chúc các bạn thành công.